Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của hệ thống siêu thị máy Ecomart. Trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ quay và so sánh để các bạn thử xem và phân biệt giữa hai dòng TV Smart 4K của hãng LG và hãng Samsung. Tại sao mình chỉ làm hai hãng này? Bởi vì trong cái clip này thì mình chỉ so sánh hai dòng có giá bán bằng nhau là 15.990. Trước mặt các bạn là dòng Smart TV 4K của hãng LG ra mắt năm 2018. Con này thì có màn hình 55 inch, độ phân giải 4K, là dòng Smart TV chạy hệ điều hành webOS của LG, độc quyền phát hành. Bảo hành chính hãng 2 năm tại nhà, xuất xứ Indonesia. Trong một tháng đầu các bạn dùng gặp lỗi, sản phẩm của nhà sản xuất sẽ đổi mới ngay. Thì về thiết kế thì 55K6340 có thiết kế cũng khá là mỏng. Con này thì có viền của nó là viền nhựa. Đây các bạn nhìn, viền của TV là viền nhựa. Chân đế bán nguyệt cũng là chân đế nhựa. Tuy là chân đế nhựa nhưng nó khá là chắc chắn và các bạn dễ dàng để lựa chọn kệ để. Còn với các bạn lựa chọn TV cho phòng ngủ trong phân khúc 16 triệu thì các bạn có thể lựa chọn con này để treo tường được. Quá trình treo tường các bạn chỉ bỏ chân đế thôi, mua thêm một giá treo khoảng 150.000 là đã treo được rồi. 55K6340 thì tích hợp đầy đủ các cái tính năng giải trí, các ứng dụng cơ bản để các bạn xem truyền hình hoặc là xem video trên mạng như YouTube này, Netflix, phim cộng, clip TV, FT Play. Đây các bạn xem đá bóng thoải mái trên kênh này. Có các cái giải Bundesliga, có Juventus, có giải của Serie A. Hiện tại thì hệ điều hành webOS của LG thì nó sẽ tích hợp đầy đủ các ứng dụng hoặc trình duyệt web ở trên cái thanh menu bên dưới này. Các bạn sử dụng phím mũi tên đi sang để lựa chọn tính năng hoặc lựa chọn ứng dụng để giải trí thôi. Con này thì tích hợp đầy đủ rồi. Nó có tích hợp cả đầu thu kỹ thuật số DVB-T2. Các bạn có thể cắm trực tiếp anten vào để dò các kênh truyền kỹ thuật số Việt Nam hoặc các kênh truyền kỹ thuật số VTC. Giá bán 15.990 tặng kèm theo máy soi sinh tố. Đấy, xuất xứ Indo, chạy điều hành webOS. Với độ phân giải 4K, màn hình 55 inch là Smart TV. Con này thì có một cái đặc điểm nổi bật nữa là nó sử dụng Magic Remote. Điều khiển thông minh của LG thì các bạn có thể tìm kiếm giọng nói, sử dụng con lăn ở giữa như một con chuột không dây. Đấy, như các cái clip trước mình đã giới thiệu rồi. Thì cao cấp hơn so với cả dòng 55UK6001 thì 55UK6340 đã sử dụng điều khiển Magic Remote rồi. Các bạn có thể sử dụng chuột không dây hoặc bàn phím không dây để tích hợp sử dụng trên cái dòng của Smart TV LG. Ngoài ra thì 55K6340 cái Magic Remote của nó thì có hỗ trợ tìm kiếm cả giọng nói nữa. Trong phân khúc 16 triệu đổ lại, màn hình 55 inch độ phân giải 4K là Smart TV thì rất ít TV có thể tìm kiếm giọng nói ngoài LG. Đấy, các hãng khác như Sony hoặc TCL mới phát triển năm 2018 thì trong phân khúc 15 triệu, 16 triệu đổ lại thì của LG còn đắt hơn khá là nhiều. Với LG thì nó là 55X7500 trở lên, thì giá khoảng 23-24 triệu. Đấy, thì clip này mình sẽ chỉ so sánh LG và Samsung thôi. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một dòng TV của Samsung có giá bán tương tự như 55UK6340. Đây, các bạn nhìn, các bạn nhớ những cái đặc điểm cơ bản này: xuất xứ Indo, bảo hành 25, Magic Remote, Smart TV 4K, tích hợp đầy đủ ứng dụng giải trí, có trình duyệt web, tích hợp đầu thu DVB-T2, sử dụng Magic Remote tìm kiếm giọng nói. Và tiếp theo là mình sẽ giới thiệu các bạn theo dõi là dòng 55 inch Smart TV 4K của hãng Samsung. Trước mặt các bạn là dòng Smart TV 4K của hãng Samsung. Có màn hình 55 inch, độ phân giải 4K tương tự như 55UK6340. Con này thì là mã hàng mới của Samsung 2018, bảo hành chính hãng 2 năm tại nhà. Trong một tháng đầu các bạn dùng gặp lỗi, sản phẩm của nhà sản xuất sẽ đổi mới ngay, hỗ trợ trả góp lãi suất 0%. Hiện tại với giá 15.990 các bạn mua tại hệ thống siêu thị điện máy Ecomart thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một cái lẩu điện đa năng của hãng Lock. Đây là quà tặng từ Samsung. Còn một chiếc lẩu điện khá là xinh xắn và khá là xịn. Các bạn nhìn này. Quà tặng từ Samsung. Hiện tại thì với 55UK7100 thì con này có thiết kế tương tự như của 55UK6340. Viền nhựa, chân đế nhựa. Chân đế khác biệt hơn so với cả dòng LG là chân đế của nó chống hai bên.
để bạn nhìn chống hai bên ạ. Chống hai bên. 55U LU7001 thì cũng độ phân giải 4K. Trước mặt các bạn là cái hình ảnh demo chạy trực tiếp từ tín hiệu demo của hãng Samsung. Về màn hình màu sắc thì của Samsung khá là LED. Bạn nhìn này, nó sặc sỡ. Cái màu nó tươi sáng, rực rỡ hơn nhiều so với của LG. Màn hình 25 tại nhà. Con này thì cũng là dòng Smart TV rồi. Sử dụng hệ điều hành Tizen OS phát triển riêng của Samsung, tích hợp khá là nhiều ứng dụng giải trí. Đây, trước mặt các bạn là kho ứng dụng giải trí của 55LU7001, nó có đầy đủ các cái ứng dụng tương tự YouTube này, phim cộng FT Play, có kho giải trí Pop Kit, có sử dụng được tính năng TPCAT là truyền tải trực tiếp hình ảnh từ smartphone hoặc từ iPad lên màn của TV. Có Netflix, có Facebook, có YouTube. Ngoài ra thì cái kho ứng dụng như các cái game giải trí thì trên dòng Samsung LU7001 cũng tích hợp khá là nhiều. Về một cái đặc điểm nữa là dòng này thì cũng đã sử dụng một điều khiển thông minh. Tức là với điều khiển One Remote của Samsung thì nó cũng tối giản khá là nhiều. Sử dụng đơn giản, nó khoảng 14 phím thôi, không phải sử dụng bàn điều khiển bàn phím như các cái dòng khác nữa. Đấy thì trong phân khúc 15990 thì để lựa chọn thì các bạn có thể so sánh đây là hai dòng. Tuy nhiên thì 55LU7001 của Samsung thì không thể tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt được. Đấy, con này thì không thể tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt. Bảo hành 25 tại nhà. Về tính năng thì với Samsung thì với dòng LU7001 thì con này không có Bluetooth như của 55UK6340. Với 55LU7001 thì nó chỉ kết nối trực tiếp với các cái dòng sao 3 của chính hãng Samsung qua tính năng Wi-Fi, tức là với dàn loa hệ thống thanh của Samsung có kết nối Wi-Fi cùng với Wi-Fi của TV thì hai dòng này có thể kết nối được với nhau. Đấy, còn đối với của hãng LG thì các bạn có thể kết nối trực tiếp từ Bluetooth của TV, kết nối được với cả các cái dòng, các cái dàn âm thanh sao 3 ngoài, miễn là các cái thiết bị đó có tính năng Bluetooth là hai cái có thể kết nối được với nhau. Đấy, thì với lựa chọn của mình thì mình đưa ra thì có thể mình sẽ lựa chọn, nếu mình thiên về sử dụng Bluetooth thì mình có thể lựa chọn trực tiếp của LG, vì LG cũng đã sử dụng Magic Remote tìm kiếm giọng nói có kết nối với Bluetooth hiện đại, chạy điều hành webOS, khá là nhiều ứng dụng giải trí. Đây là 15.990.000. Đấy thì có thể các bạn sẽ hỏi mình tại sao không so sánh các mã khác mà lại so sánh hai mã này với nhau, tại sao không so sánh LU7004 của Samsung. Đây, trước mặt các bạn là LU7004 của Samsung với 6340 của LG, vì đơn giản thôi, bởi vì hai thằng bằng tiền nhau, ngoài ra thiết kế tương tự nhau, viền nhựa cùng Smart TV độ phân giải 4K. Đấy thì trong quá trình các bạn sử dụng, các bạn muốn được hỗ trợ hoặc các bạn cần tư vấn để mua hàng thì các bạn có thể để lại bình luận hoặc đăng ký trực tiếp kênh của Mi Anh Channel, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi.